Ok, việc nhẹ lương cao. Việc nhẹ lương cao. Mọi người nhìn thấy cái lông của Siro có không? Siro quay mặt về bên đằng kia nào. Quay mặt về ra bên ngoài. Nào làm nửa ra nào. Như nào? Bên kia. Đâu? Rồi. Nhiên đấy. Trời ơi, việc nhẹ nhàng ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, thì gian khổ biết danh phận ai. Con nhau kỳ lạ. Rồi bên kia. Việc nhẹ lương cao, công việc hàng ngày, massage cho chó, chăm sóc 20 con chó như thế này, lương 10 triệu một tháng, bảo hiểm và các cái chế độ food. Xích lại đây, rồi giờ xích đây này. Đó. Việc nhẹ lương cao. Siro đang thay lông. Ra nhà. Rồi nằm xuống. Chăm sóc chó. Lương 10 triệu một tháng. Xin lỗi. Nào, đang lấy lông của Siro đấy chứ không phải là gãi massage đâu mà phấn. Nào nằm xuống đi. Đi la tí nữa, chờ đã, chờ Siro xong đã. Thế đi la nằm xuống đi. Thế Siro từ từ tí để chải lông cho bà cái. Thì la thì nhiều lông lắm. Đây, thì la đang thay lông rồi nè. Rồi. Thì la thì nhiều lắm. Thôi rồi. Thôi rồi luôn. Thì la dùng tay nhá. Đó. Công việc. Việc nhẹ lương cao. Chỉ cần chăm sóc mấy con chó này thôi. Lương 8 triệu một tháng. Thank you.
nào, ai bắn thấp kia. Thấp nào, Messi đến kia rồi. Mai tắm cho Pila nhé. Nằm Pila đưa bên kia nào. Ok, thì làm xuống đi. Đến con Messi. Nào, thì làm xuống dưới đi. Xong, Pila. Pila đã xong, không phải chiếm cái chỗ đây đâu. Nào. Gãy tay lâu thế. Hả? À, anh trải xong rồi. Ừ. Anh trải xong rồi. Pila xuống dưới đi, nhường chỗ cho con Messi tí nào. Nào. Pila. Đã giờ kìa. Đã giờ. Con ngứa tai quá hả? Hả? Ngứa tai quá hả? Cho nên là vẫn chưa xuống, ngứa tai quá không xuống được hả? Hả? Đỏ giờ. Thank you.
đến lắm tí nào. Còn Messi đây đây nào. Messi. Rồi, Messi ngồi xuống. Để anh chảy cho Messi. Nào, Messi ngồi. Rồi, Messi sạch rồi. Rồi, Messi không thay lông, hình ra nào. Chả cho Messi không có lông. Còn Siro lên đây nào. Siro. Ngồi đấy. Nằm xuống. Nằm hẳn xuống. Nằm yên. Siro ơi, sao cứ mãi chơi nhỉ. Lên đây. Nằm xuống. Đánh trái. Siro. Lên đây. Nhanh khẩn trương. Nằm xuống. Thôi Messi xong rồi. Messi sạch lắm rồi. Rồi Messi xuống dưới. Messi xuống dưới để cho con Siro chảy cho con Siro. Cho nó đỡ lông rụng ra nhà. Siro sao đây. Rồi nằm xuống. Nằm ra. Nằm đây, nằm hẳn. Nào Siro ơi, đùa. Lên đây Siro, khẩn trương. Siro ơi. Lên đây Siro. Ra đây xem. Rồi nằm xuống. Nằm ra. Ok. Rụng lông này, rụng như gì này. Nằm xuống. Đó, đang thấy lông mà nhìn cái lông nó bóng như thế nào. Ngồi yên đấy nhá. Ok. Nhìn cái lông của Siro đang thấy lông. Đây. Và cái lông của Siro cũng bóng, mướt. Mướt mượt. Chủ động để cho nó rung lông.